Vì các lẽ trên, hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước quyết định về tội danh tuyên bố các bị cáo Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến, Trần Đình Thoại phạm các tội giết người và cướp tài sản. Về hình phạt, áp dụng các điểm A, C, G, I, N, B, khoảng 1, điều 93 Bộ Luật Hình sự, điểm B, khoảng 1, điều 46, điều 20, điều 35, điều 53 của Bộ Luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Hải Dương hình phạt tử hình về tội giết người, áp dụng khoảng 1, điều 133, điểm B, khoảng 1, điều 46, điều 20, điều 33, điều 53 Bộ Luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Hải Dương 8 năm tù về tội cướp tài sản, áp dụng điều 50 Bộ Luật Hình sự. Tổng hợp hình phạt chung của hai tội là tử hình đối với bị cáo Nguyễn Hải Dương và tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án. Áp dụng các điểm A, C, G, I, N khoảng 1, điều 93 Bộ Luật Hình sự, điểm B khoảng 1, khoảng 2, điều 46, điều 20, điều 53, 35 Bộ Luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Vũ Văn Tiến tử hình về tội giết người, áp dụng khoảng 1, điều 133, điểm B khoảng 1, khoảng 2, điều 46, điều 20, điều 33, điều 53 Bộ Luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Vũ Văn Tiến 7 năm tù về tội cướp tài sản, áp dụng điều 50 Bộ Luật Hình sự. Tổng hợp hình phạt chung của cả hai tội là tử hình. Tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án. Áp dụng các điểm A, C, G, I, N khoảng 1, điều 93 Bộ Luật Hình sự, khoảng 1, điều 133, điểm B khoảng 1, điều 46, điều 20, điều 53, điều 50 của Bộ Luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Đình Thoại 13 năm tù về tội giết người và 3 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung của cả hai tội là 16 năm tù. Thời hạn tù được tính từ ngày 9 tháng 8 năm 2015. Tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án. Về trách nhiệm dân sự, áp dụng điều 604, 605, 606, 610 Bộ Luật Hình sự. Chấp nhận thỏa thuận giữa đại diện hợp pháp gia đình những người bị hại và các bị cáo, buộc các bị cáo có trách nhiệm bồi thường chung cho những người đại diện hợp pháp gia đình bị hại số tiền cho mỗi người là 80 triệu đồng, tổng cộng 480 triệu đồng, chia theo phần mỗi bị cáo phải bồi thường là 180 triệu đồng. Cũng bị cáo xin gửi lời xin lỗi đến bị cáo Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại. Anh làm việc anh thì trong một phút nông nổi mà đã liên lụy với nhiều người và gây ra cảnh đau thương cho gia đình bị hại. Bị cáo xin hội đồng xét xử xem xét cái tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Tiến, vì trong tất cả các hành vi phạm tội thì do bị cáo ép buộc Tiến và bị cáo chủ mưu, Tiến không còn cách nào thoát ra được nên Tiến mới phạm tội. Xin hết rồi. Mời bị cáo Tiến. Hội đồng xét xử, bị cáo xin trước tiên xin lỗi những người bị hại, toàn gia đình nhà bị hại. Còn gì nữa hết? Dạ hết. Bị cáo Thoại. Thưa hội đồng xét xử, lời cuối bị cáo là xin thật lòng xin lỗi gia đình bị hại và gia đình của các bị cáo. Xin hội đồng xét xử xem xét. Nhiều tình tiết định khung tăng nặng, có xem xét tính nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo. Đề nghị hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến, Trần Đình Hoài đã phạm hai tội giết người và cướp tài sản. Đề nghị xử phạt các bị cáo: một, Nguyễn Hải Dương tử hình về tội giết người, từ 6 đến 8 năm về tội cướp tài sản. Buộc bị cáo Dương phải chấp hành hình phạt chung cho hai tội là tử hình. Hai, bị cáo Vũ Văn Tiến tử hình về tội giết người, từ 5 đến 7 năm về tội cướp tài sản.
buộc bị cáo Tiến phải chấp hành hình phạt chung cho hai tội là tử hình. 3. Đối bị cáo Trần Đình Hoài lẽ ra cũng phải chịu loại hình phạt tương tự như các bị cáo Dương và Tiến, nhưng xét thấy sau khi không thực hiện được tội phạm vào ngày 4 tháng 7, bị cáo đã từ chối không tiếp tục cùng với Dương phạm tội nữa, nên không cần thiết phải cách ly vĩnh viễn bị cáo ra khỏi xã hội mà áp dụng hình phạt tù, thể hiện nguyên tắc nhân đạo pháp luật nhà nước ta và cũng là một trong các giải pháp động viên giáo dục những ai lỡ có hành động phạm tội, biết ăn năn từ bỏ ý định sẽ được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và nước ta. Đề nghị xử phạt 13 đến 14 năm tù về tội giết người, từ 3 đến 4 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt của hai tội từ 16 đến 18 năm tù. Về trách nhiệm dân sự và các biện pháp tư pháp, chúng tôi đã đề nghị trong bản cáo trạng một cách chi tiết nên không nhắc lại, và đề nghị hội đồng xét xử áp dụng các quy định. Tao anh nói, con đây nè mẹ, con không có sao đâu. Dương tiếp tục hỏi thỏ vào ba lô, rồi cùng với Tiến đi qua cổng ông Mỹ. Nhà ông Mỹ, cháu Mỹ trả lời đồng ý, và khi nào Dương đến nơi nhà, Dương lấy súng bắn điện gài vào thắt lưng. Ở ngoài nữa mà, Dương nói làm với Tiến, Tiến quàng ông tin, có gì không đo, con nhắn tin đi, nhưng không thấy Như nhắn tin trả lời. Anh Hưng gọi cho Như nhưng máy báo không liên lạc được, nên gọi điện thoại nhé. Trong đó có một nhát vào giữa cổ, một nhát bên trái cổ, rồi kéo giật gom các dây chói, dây chiếc cổ nạn nhân. Con dao bỏ vào ba lô trên phòng khách, thẳng cho cổ của Mỹ bị đứt. Dương bước lùi lại xuống giường, bị hụt chân. Mỹ ở trên kẹt sang kẹt.